Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình nhá. Thì clip hôm nay mình lại quay trở lại với map sự kiện của Livic và tiếp tục là một trận đấu solo squad nha. Hôm nay mình đang tính cầm cái combo nào dị dị chơi cho nó hấp dẫn một tí nhá. Rồi để xem coi là khu mid có đông người không. Có Uzi. Nhưng mà chẳng có ai vào hay sao ấy nhở? Vâng, không có một bóng xù nào luôn anh em ạ. Thật là buồn quá đi. Thôi thì mình lại phải đi tìm tìm những cây súng nào lạ lạ một tí để xem coi nếu như mà mình tìm được cây nổ thần thì để tí nữa mình lên trên ngọn cây mình chôn anh em nhé. Không biết là mấy cái clip trước ấy mình có làm ấy, mình cũng nói về cái vấn đề mà leo cây bị ban, thì không biết là sau cái clip đấy thì anh em đã bạn nào thử leo gọn cây và đã bị ban hay chưa. Nhưng mà mình khuyên anh em mà nếu mà đang trong cái thời gian mà bị ban khi mà leo gọn cây thì các bạn tốt nhất là các bạn đừng nên leo. Mặc dù là cái đấy thì thật sự nó hơi vô lý thật, nhưng mà mình cũng nên chắc ăn một tí lỡ bị ban mất ác đấy. Mình vừa nghe có tiếng Vector, biết là bot hay người đây. Nhưng mà mình nghĩ chắc là bot tại vì nãy có thấy ai vào đâu, khu này đâu. Hay là mình thử phi qua mình check. Ok. Ô người anh em ơi. Tiếng chân lộp cộp là người chắc rồi. Đây để mình nút nút ít đã 9 rồi mình công. Chắc là trận này mình sẽ bắn luôn combo P90 với lại cái Vector nha anh em. Cầm combo đạn 9 luôn. Đây, công lên tầng 3 luôn này. Đâu nhở? Vừa nghe lộp cộp trên này mà không biết là đứng ở chỗ phòng nào nữa. Ui. Ui rồi ôi, thanh niên ngồi ngay góc này luôn anh em ạ. Vâng, bên ngoài mình nghe thấy có rất là nhiều tiếng súng. Có tiếng DB ta táp, không biết là người bot nữa. Thôi mình cứ đi tìm ít phụ kiện cho hai cây súng sẽ là nhân vật chính trong cái clip ngày hôm nay. Rồi, lấy xe lượn thôi anh em. Tìm người để bắn nhau nào. Map Levick là phải săn người nhanh chứ không là người bị chết rất là nhanh ấy. Được cái là map này còn hồi sinh được chứ còn map thường thì thật sự anh em là bắn đầu game chỉ cần 5-10 phút thôi là quay đi quay lại còn có mười mấy người. Đây, bây giờ mình sẽ lượn qua mấy khu vực gần đường bay nhá. Có ai không bắn nhau tí cho đỡ chán. Khu này còn chưa có ai lút luôn. Đây để mình lượn vào cái khu trước mặt này luôn xem có ai không. Khu này cũng ngay gần đường bay luôn. Vâng, có lẽ là khu này cũng chả có ai anh em ạ. Đây, đi về thính nhá. Từ, có một tên vừa chạy ngang qua chỗ trước mặt mình phải không nhở? Không biết là mình nhìn có nhầm hay không nữa. Hay là con bot. Người. Ui rồi ôi, chạy đi đâu bạn ơi. Đây mình cứ xuống mình lút đồ đi. Trên đầu mình này. Vừa nghe tiếng chân ngay trên đầu luôn. Đây. Thanh niên đang gọi là nằm kê ngay trên đấy đấy anh em. Không hề hấn gì à. Đây mình sẽ ốp hết bom lên luôn nha mọi người. Tống hết những cái bom gì mà ném được này. Đấy. Tống luôn cả sấm mốc luôn anh em ạ. À. Trò hết lên. Vẫn chưa nghe thấy có gọi là tiếng chân lùi về anh em ạ. Hay là mình nghe nhầm nhỉ? Mình thử bay lên mình check đi xem nào. Không có trên này. Ui. Thế mình nghe lộn à? Hay nó đứng ngay góc dưới nhỉ? Có tiếng súng mà bốn bên kia kìa. Như mình nghe lộn rồi anh em ơi. Đây này. Vector bắn xa đúng là một thảm họa. Mình cứ cầm mình khều vui vậy thôi. Đây này đang chạy này anh em. Ui xồi. Ui ui. Chuột lẹ chuột lẹ. Vâng tí nữa oảng anh em ạ. Nhưng mà quả mình xây Vector cự ly xa như thế. Như hack luôn. Không chờ phát nào. À đâu. Có tên vừa hồi sinh luôn. Cái tên này là cái tên mà vừa bị mình phơm ngay dưới đấy mà. Đồng đội hồi sinh nhanh thật.
gì? Hai tên rồi anh em ơi. Ô, trước mặt này. Đi đâu bạn ơi? Vâng, đúng ông này rồi. Anh cả tên này trước đã. Đây còn tên sau lưng mình này. Ô, đi đâu rồi? Dốc luôn này. Chắc là cái đây là tên bạn nó ngay hồi sinh ngay chỗ này đây. Còn không biết là mấy ông bên kia thì phải bạn không? Ở bên kia vẫn đang bắn nhau rất là nhiệt tình luôn anh em. Hai team dã nhau từ đầu trận đến giờ luôn. Đây, để mình từ từ mình công dần qua luôn nhá. Đây này, đang đứng này. Lút đồ à? Chống được một hai viên. Mà nãy mình không tìm được thấy cái Excellent cho SMG ấy, sấy xa để không bị phát hiện vị trí ấy, anh em ạ. Cái tầm này mà sấy chúng nó phát hiện được mình là chúng nó trả đam là mình không thể làm gì được. Để mình tiếp cận lại gần một tí anh em nhá. Ồ, một tên đã công xuống chỗ này rồi này. Rồi, mấy ông này chiến vết đấy mọi người ạ. Sấy xa mình không được, bây giờ công mình luôn rồi. Một tên đã công ngay xuống dưới này rồi này. À, đứng kê sau thùng công này, công với chúng tôi các bạn. Đây, bạn nó này. Ui trời ơi, vỡ mồm chưa. Mình lên mình phơm ông này luôn. Đâu rồi? À đây, sau thùng công quên mất. Game mới nha. À, có cốp 6 luôn. Mình lên trên này mình thử ngóng xem nào. Ui, chỗ này không được. Chỗ này trống quá. Rồi. Ui, chỗ này ngoài bo anh em ạ. Thôi để mình lùi về góc bên kia đi. Góc bên này trong bo. Ồ, đã công xuống khu nhà này rồi cơ á. Ngay phía sau nhà này. Đây rồi, chạy đi đâu? Con bot. Thế thì tên kia vẫn đang đứng ở trên đấy rồi anh em ạ. Mình sẽ đứng đây mình quan sát nhá. Hoặc không khéo ấy, ông này chạy qua bên góc bên phải rồi. Thôi thì mình lùi về thôi. Chứ bây giờ đứng đây canh thì cũng có canh được ông này đâu. Ông này đi góc khác rồi. Để xem có đạn chín không. Không có đạn chín nhá. Chứ cầm hai cái súng tốc độ ra đạn nhanh như này thì sấy một hồi là hết đạn thôi. Vẫn chưa nhìn thấy ông kia ở đâu. Ơ, đây này. Ui, vừa phi qua bên đấy lắm rồi mọi người ạ. Đây, mình sẽ công lên luôn nhá. Công nhanh mới được. Mà không khéo là ông này đi hồi sinh đấy. Chỗ này có một cái máy hồi sinh luôn. Mình thấy đi thẳng về hướng đấy rồi. Khả năng là đi hồi sinh đồng đội rồi anh em ạ. Đây, để mình tiếp cận luôn. Đó, biết ngay mà tên kia vừa hồi sinh xuống kìa. Mình biết thế mình tới đây mình đứng mình đợi sẵn nhở. Trời ơi, một tên chạy sau lưng mình. Cả một tên này trước đã. Rồi, bọn kia nó thấy mình rồi. Rồi, ôi, bị tên nào nó cầm VS nó bắn hướng nào nữa ý. Không được rồi, góc này. Úi dồi ôi, bên trái mình luôn. Từ từ phải xử lý cái tên ngay dưới đây trước này. Hết đạn chưa bạn ơi. Ui giời. Sao đông thế. Rồi lia rồi lia rồi. Ui dồi ôi, ba tên luôn anh em ạ. Dã man thật. Còn cái bọn ở trên kia nữa. Đây để mình sắm bốc mình ra. Mình lút đồ ông này. Ông này có Uzi chắc là có đại chín thôi. Ui không được rồi, nó ốp bom ở chỗ mình rồi anh em ạ. Từ từ, để phải xử lý bọn này đã thì mới lút được đồ. Để mình đứng trên này mình quan sát xem nào. Ôi, nó công vào trong này rồi. Ngay phía sau nhà này. Không biết là nghe tiếng chân ở chỗ nào nữa. Ô kìa, lút nhầm. Vâng, sau lưng mình thì vẫn đang còn có tiếng có DB. À đây rồi. Ô kìa. Trời ơi, thế mà không chết.
Ông này hình như đã bị nóc vò rồi anh em ạ. Mình ra mình gạt lấy kill. Đấy thật. Cái súng đạn chín ấy, đạn nó bay chậm. Ông đảo nhanh cái đạn mình đã đi đâu luôn ấy. Đây để mình qua cái xác cái ông chỗ ngoài này mình lút thêm cái đạn chín nữa rồi mình té bo bo luôn nhá. Đây 60 viên nữa. Rồi từ từ. Và đây mình hiếu máu đấy anh em ạ. Ô. Ô đủ. Ui rồi bọn nào đây? Ui. Gạt lấy kiểu ở cái này nữa. Rồi. Vãi thật. Thêm một team nữa anh em ạ. Bây giờ mình phải chạy nhanh vào bo thôi chứ không chết bo mất. Bo này mà không vào là đau phết đấy mọi người ạ. Sợ bọn kia nó canh bom nhỉ. Ôi nó đang nằm ở trên đỉnh núi này. Không được rồi. Mình phải phi vào thôi. Ô kìa. Thôi nha. Bây giờ đình chiến nha. Vào bo nha. Ô kìa. Vẫn đang có tên canh bo. Thôi chết rồi. Nó nằm ngay đây này. Đậu xanh. Vẫn có một tên ngay dưới này nữa anh em ạ. Trời cối thật luôn ý. Không thèm vào bo luôn mà. Ui rồi ôi, bốn ông, ba ông đồng đội ngay trong bo đợi mình kìa, sợ thật. Tầm này mình nghĩ vào bo cũng chết. Thôi, clip này cầm combo đang bắn hay nhưng mà bo cuối gặp đúng nguyên team 4 nó cầm bo thì chịu rồi anh em ạ, không thể gọi là top 1 ở trận này rồi. Thôi để hẹn anh em clip sau nha mọi người. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nhá.